Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi ngày thứ tư, 22 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày Tân Hợi tháng ất mão năm quý mão và ngày hôm nay là ngày hắc đào các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc cầu trận, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. Về ngủ hành, ngủ hành nên mệnh hoa xuyến kim ngày tân hợi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi ất tỵ kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hải thân phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sao huyền vũ kỵ về an táng sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tại thần hướng tây nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp ngày thứ tư, 22 tháng 2 năm 2023, cụ thể chi tiết nhé. Tử vi thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý tam hội cục giúp người tuổi tí tìm ra động lực để ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình và luôn có mặt kịp thời để cùng bạn sang sẻ mọi việc của những người đồng nghiệp tuyệt vời càng khiến bạn thêm yêu công việc hiện tại. Thiên tài cũng mở ra cơ hội kiếm tiền cho tí trong hôm nay. Khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để, lại thêm có người soi đường chỉ lối nên tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít. Ngày gặp ngũ hành thủy dượng, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, đặc biệt là cơ quan thận. Bạn nên cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, bổ sung những thực phẩm tốt cho thận để cơ thể luôn khỏe mạnh. Câu quyết cho các tuổi tí Tử vi tuổi giáp tí kim, tìm ra động lực để ngày càng nỗ lực hơn. Tử vi tuổi bính tí thủy, được đồng nghiệp giúp đỡ và san sẻ mọi việc. Tử vi tuổi mậu tí quả, Khả năng kiếm tiền được phát huy triệt để. Tử Di tuổi canh tí thổ, tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc bội thu. Tử Di tuổi nhâm tí mộc, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là thận. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Con số may mắn số 27, 66. Màu sắc các tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023, của tuổi Sửu xem tử vi hàng ngày cho thấy cuộc diện hời sửu tương hội giúp người tuổi sửu nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh bạn đón nhận mọi thứ với tâm trạng vô cùng dễ chịu đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình chẳng lo khó khăn đây cũng là ngày các mối quan hệ xã giao của bạn rất hài hòa thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng bằng sự khéo léo và uy tín của mình bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều mình muốn chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có gì để phàn nàn ở thời điểm này người có đôi ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau tình cảm theo thời gian ngày càng thêm thấm thiết người độc thân cũng có cơ hội thay đổi tình trạng hiện tại của mình nếu chịu khó ra ngoài giao lưu nhiều hơn câu quyết cho các tuổi sửu tử di tuổi ất sửu kim nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người tử di tuổi đinh sửu thủy đón nhận mọi thứ với tâm trạng dễ chịu Tử Di tuổi kỹ sử quả, đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình. Tử Di tuổi tân sử thổ, các mối quan hệ xã giao rất hài hòa. Tử Di tuổi quý sử mộc, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm thắm thiết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, 65. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, tỷ, dậu, ý. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi dần. Bước sang ngày thứ tư này, thầy tử Vi chỉ ra rằng cục diện ngũ hành dần hợi nhị hợp giúp người tuổi dần gặp nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Công việc có nhiều thuận lợi, bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu, trong khi đó đường tình duyên cũng không có gì phải lo lắng. Người độc thân nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tập thể, tăng cường gặp gỡ mọi người để mở rộng các mối quan hệ và tăng cơ hội gặp được người xứng đôi với mình. Tuy nhiên, Đừng cố gượng ép bản thân và hãy luôn nhớ phải yêu thương chính mình. Trên phương diện sự nghiệp, chính ấn cho thấy, với những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã được đền đáp xứng đáng. Bạn được cấp trên đánh giá cao và có nhiều cơ hội thăng tiến trong năm tới. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần thủy, gặp nhiều niềm vui nhờ có các tinh chiếu mệnh. Tử vi tuổi bính dần quả, công việc thuận lợi, dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Tử vi tuổi mậu dần thổ, đường tình duyên không có gì phải lo lắng. Tử vi tuổi canh dần mộc, người độc thân nên tích cực tham gia vào tập thể. Tử vi tuổi nhâm dần kim, hãy luôn nhớ phải yêu thương chính mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, 65. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, họ, hợi, tuất. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày thứ tư này, cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi trợ mệnh, mang tới cho người tuổi Mão những tin tức tích cực trong ngày mới. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tài lộc, nếu nhanh tay nắm bắt thì chắc chắn sẽ thu về thành quả như mong muốn. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nâng cao thu nhập của mình bằng nghề tay trái hoặc buôn bán kinh doanh. Nếu con giáp này vốn là người có nhiều tham vọng và tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu, thì sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu đó. Thủy sinh mộc cũng giúp đôi lứa hàng gắn những rạn nứt tình cảm từ trước đó. Cả bạn và nửa kia đều chủ động nhún nhường đối phương để giữ gìn mối quan hệ hiện tại, không thể những tranh cãi vô nghĩa phá hỏng tình yêu của mình. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thủy, đón tin tức tích cực có nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi đinh mão quả, nhanh tay nắm bắt cơ hội sẽ thu về thành quả. Tử vi tuổi kỷ mão thổ, nâng cao thu nhập bằng nghề tay trái, kinh doanh. Tử vi tuổi tân mão mộc, có thể đạt được mục tiêu, tham vọng của mình. Tử vi tuổi quý mão kim, đôi lứa hàng gắn rạn nước tình cảm từ trước đó. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn số 34 79. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường đen, trắng. Quý nhân phù trợ hợi, mùi, tuất. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn. Xem tử vi hôm nay chỉ ra rằng, người tuổi thìn có điểm báo hao tán tiền của do chịu tác động của hung tinh kiếp tài tác động. Vì thế hôm nay bạn được nhắc nhở phải đặc biệt thận trọng về chuyện tiền bạc. Chỉ một phút nông nổi hay nóng dội, bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt nhất là trong các quyết định đầu tư, con giáp này cần giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trước những lời mời chào rót vốn, phải nắm chắc được các vấn đề rồi tính chuyện xuất tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế việc cho dây, mua sắm và cẩn thận bị mất cấp hay thất lạc tiền của đồ đạc. Người tuổi này còn gặp ngày ngủ hành xung khắc nên giận trình tình cảm khá lao đao tình yêu của bạn tưởng chừng sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc thì bỗng dưng lại xuất hiện những tác nhân khiến mối quan hệ không còn bền vững như ban đầu. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn quả có điểm báo hao tán tiền của do hung tinh tác động. Tử vi tuổi bính thìn thổ phải đặc biệt thận trọng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi mậu thìn mộc cần giữ đầu óc tỉnh táo khi quyết định đầu tư. Tử vi tuổi canh Thìn Kim, tính toán kỹ càng trước lời mời chào rót vốn. Tử vi tuổi nhâm Thìn Thủy, tình cảm lao đao, mối quan hệ thiếu bền vững. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn Số 31, 72 Giờ tốt Từ 23 giờ đến 1 giờ Màu sắc cát tường Vàng, nâu Quý nhân phù trợ Dậu, ý, thân Tử vi thứ tư Ngày 22 tháng 2 năm 2023 Của tuổi tỵ Cục diện ngũ hành tứ hình sung Dần thân tỵ hợi gây hại người tuổi tỵ có thể bị tiểu nhân cản trở nên rơi vào cảnh lao đao về chuyện tiền bạc. Bản mệnh vì quá tin người nên dễ bị lợi dụng, đầu tư sai chỗ là cái đích để kẻ xấu hướng tới lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Bù lại, vận trình công danh sự nghiệp đang trên đà tăng tiến không ngừng khi được chính Ấn Độ mệnh. Điều này cho thấy người làm công việc cố định gặp may mắn hơn là người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Con giáp này yêu thích công việc đang làm, luôn cố gắng hết mình, làm việc vì trách nhiệm chứ không phải danh lợi. Chính sự cống hiến, hết lòng vì công việc và có tinh thần trách nhiệm nên bạn giành được nhiều ưu ái vì đạt được hiệu quả cao trong công việc. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ hỏa, lao đao về tiền bạc do bị tiểu nhân cản trở. Tử vi tuổi đinh tỵ thổ, vì quá tin người nên dễ bị lợi dụng. Tử vi tuổi kỷ tỵ mộc, bị kẻ xấu lừa đảo, dẫn dụ đầu tư sai chỗ. Tử Di tuổi Tân Tỵ Kim, công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến. Tử Di tuổi Quý Tỵ Thủy, nhận được ưu ái nhờ tinh thần trách nhiệm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 40, 65. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc các tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, rửu, dậu, thân. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi ngọ. Trong ngày thứ tư này, Xem tử vi cho thấy, công việc của người tuổi Ngọ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, nhờ có thiên ấn đỡ đầu. Bản mệnh mạnh dạn làm theo những kế hoạch đã đề ra của mình và thu được không ít thành quả. Ngày này, bản mệnh tuổi Ngọ càng đầu tư nhiều công sức vào công việc thì thành quả gặt hái được lại càng thêm rực rỡ. Đừng để mình bị nản lòng bởi những khó khăn phía trước, bạn sẽ được đền bù xứng đáng cả thôi. Hãy coi đó như như thử thách xem khả năng chịu đựng và đương đầu trước sóng gió của mình đến đâu. Tuy nhiên trong ngày cũng có ngũ hành thủy quả xung khắc, nên vận trình tình cảm của những chú ngựa trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, dù vẫn có một vài đối tượng tán tỉnh, nhưng lắm mối tối nằm không, mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ Kim Công việc diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch đã đề ra. Tử vi tuổi bính ngọ thủy thu được không ít thành quả nhờ sự mạnh dạng. Tử vi tuổi mậu ngọ quả càng đầu tư nhiều công sức càng đạt thành quả rực rỡ. Tử vi tuổi canh ngọ thổ đừng để mình bị nản lòng bởi khó khăn phía trước. Tử vi tuổi nhâm ngọ mộc vận trình tình cảm không được như ý muốn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn số 24, 98. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường hồng, tìm. Quý nhân phù trợ dần, mùi. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang thứ tư này, có hợi mùi bán hợp, đường tình duyên của người tuổi mùi khá tốt đẹp, nhiều tin vui ập tới. Người độc thân luôn không thiếu người theo đuổi bằng nét duyên ngầm của mình. Có thể hạnh phúc vẫn luôn ở ngay bên cạnh, chỉ là bạn cứ mãi mê tìm kiếm ở nơi xa dời nên chưa nhận ra mà thôi. Trong khi đó, các cặp đôi cũng đang trong những tháng ngày hạnh phúc đông đầy khi tình cảm của cả hai ngày càng thăng qua. Đôi khi cũng không tránh được những khúc mắc và cãi giả, nhưng đó như một thứ gia vị để hai bạn thêm hiểu nhau, tránh được những hiểu lầm không đáng. Tỷ kiên giúp sức cho con giáp này trở nên chủ động hơn trong công việc hiện tại. Bạn càng thêm xông xáo, sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ trong khi người khác còn đang phân dân và lo đủ thứ. Những biểu hiện này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên cầu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi kim, đường tình duyên tốt đẹp, tin vui ập tới. Tử vi tuổi đinh mùi thủy, người độc thân không thiếu người theo đuổi. Tử vi tuổi kỷ mùi quả, nên trân trọng hạnh phúc ở ngay trước mắt. Tử vi tuổi tân mùi thổ, các cặp đôi trong tháng ngày hạnh phúc đông đầy. Tử vi tuổi quý mùi mộc, trở nên chủ động hơn trong công việc hiện tại. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp được đánh giá đạt 5 sao Tài lộc đánh giá đạt 4 sao Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao Tình cảm đánh giá đạt 5 sao Con số may mắn số 19, 66 Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc các tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, họ, mão, hợi. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi tác động, có thể là nguyên nhân phá hỏng các mối quan hệ xã giao của người tuổi thân. Một số lý do phát sinh khiến bạn không hài lòng với những người xung quanh. Đừng quá nghiêm trọng vấn đề này, Hãy đặt mình vào vị trí của họ để có một quyết định chính xác nhé. Thương quan còn cảnh báo rằng tuổi thân nên biết rõ mình đang làm gì, mình đang cần gì và đang phấn đấu cho mục tiêu gì. Nếu cứ làm mọi thứ một cách vô định, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và công sức quý giá. Đừng để tới lúc cuối cùng mới hối hận thì cũng đã muộn màng. Kim sinh xuất cho thủy khiến tình cảm xảy ra không ít trục trặc. Con giáp này tưởng chừng như đã tìm được tình yêu đích thực Người mà bạn có thể trao gửi trái tim thì nay mọi chuyện bỗng lại xoay chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược, hạnh phúc vượt khỏi tay. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi Giáp Thân Thủy, các mối quan hệ xã giao gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Bính Thân quả, tỏ ra không hài lòng với người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thân Thổ, cần đặt bản thân vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Canh Thân Mộc cần hiểu rõ mình đang phấn đấu cho mục tiêu gì. Tử vi tuổi nhâm thân kim, tình cảm trục trặc, hạnh phúc vượt khỏi tay. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn số 36, 56. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thình, ý, tị. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi dậu. Chúc mừng người tuổi dậu, ngày mới có thực thần đứng bóng hôm nay được coi là một ngày dưỡng tài đối với người tuổi dậu. Rất có thể bạn sẽ có được cơ hội phát tài phát lộc, mở rộng doanh thu, cũng như tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên cần phải nhanh tay nắm bắt nếu không muốn sau này phải hối tiếc. Cũng nhờ kiếm được tiền, nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, bạn có thể mạnh dạn tiến hành việc mở rộng quan hệ xã giao. Những mối quan hệ làm ăn được xây dựng trên tinh thần đôi bên cùng có lợi và niềm tin dành cho nhau thì sẽ rất hữu ích cho bạn về lâu dài sau này. Ngũ hành sinh xuất có thể gây ra một vài cuộc tranh cãi giữa con giáp này và nửa kia, nhưng nhìn chung mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Chỉ cần bạn kiểm soát cảm xúc và ngôn từ của mình đúng mực thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu thủy, có cơ hội phát tài phát lộc mở rộng doanh thu tử vi tuổi đinh dậu quả nên nhanh tay nắm bắt cơ hội tăng thu nhập tử vi tuổi kỷ dậu thổ chi tiêu không còn đáng ngại nhờ kiếm được tiền tử vi tuổi tân dậu mộc có thể mạnh dạng mở rộng quan hệ xã giao tử vi tuổi quý dậu kim đôi lứa có thể xảy ra một vài cuộc tranh cãi các chỉ số trong ngày sự nghiệp được đánh giá đạt 4 sao tài lộc đánh giá đạt 5 sao sức khỏe đánh giá đạt 4 sao tình cảm đánh giá đạt 4 sao con số may mắn số 42 76 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc các tường trắng 8 quý nhân phù trợ Ý, trữ, tử vi thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy người tuổi Tuất có nguy cơ mất tiền khá cao trong ngày kiếp tài hung tinh xuất hiện. Có kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó tài sản của con giáp này và bày mưu hãm hại. Có những cơ hội tưởng như ngon ăn trong mắt bạn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không lường được. Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kỹ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng manh động, dội dàng mà mắc bẫy kẻ xấu. Càng là những cơ hội có vẻ dễ dàng đạt được lại càng phải đề phòng. Trong một ngày bị giận xui bủa dây như này, chuyện tình cảm của người tuổi tốt cũng khó suôn sẻ một bề. Bạn có thể xảy ra tranh cãi gây gắt với một nửa của mình. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp lên bất chấp hậu quả. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất quả, có nguy cơ mất tiền cao do hung tinh xuất hiện. Tử vi tuổi bính tuất thổ, đề phòng tiểu nhân nhòm ngó tài sản. Tử vi tuổi mậu tuất mộc, thận trọng trước những cơ hội tưởng như ngon ăn. Tử vi tuổi canh tuất kim, cần tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Tử vi tuổi nhâm tuất thủy, dễ xảy ra tranh cãi gay gắt với một nửa của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn số 18, 88. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, họ, ảo, dần. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình, điều này khiến cho người tuổi hợi thường quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực tự gây áp lực cho bản thân, chứ thực tế mọi chuyện không đến nỗi bớt bát như bạn nghĩ. Cảm xúc của bạn khá bất ổn, nên chỉ một chút gia chạm với người khác cũng có thể khiến bạn nổi đoá lên và sẵn sàng tranh cãi tới cùng. Cũng vì sự nhạy cảm này mà chuyện tình cảm của bạn không thuận lợi, thường nghi ngờ dằn vặt đối phương cũng như chính bản thân mình. Áp lực tinh thần của bạn lây sang cả những người xung quanh, khiến các mối quan hệ trở nên nặng nề và căng thẳng. Dù ngày này có chính quan hỗ trợ, nhưng người tuổi Hợi lại đang để cảm xúc chi phối bản thân, chẳng còn đủ tỉnh táo để tập trung làm việc. Thái độ thiếu chuyên nghiệp này có thể khiến bạn tự đánh mất những lợi thế mình đang có, hãy sớm chấn chỉnh lại bản thân đi nhé. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi quả, chớ tự gây áp lực bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thổ, cảm xúc bất ổn, dễ xảy ra xích mích. Tử vi tuổi kỷ hợi mộc, tình cảm không thuận lợi do nghi ngờ và dằn vặt. Tử vi tuổi tân hợi kim, đừng truyền năng lượng tiêu cực sang người khác. Tử vi tuổi quý hợi thủy, cần giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp được đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá Đạt 3 sao Tình cảm Đánh giá đạt 3 sao Con số may mắn Số 35, 69 Giờ tốt Từ 5 giờ đến 7 giờ Màu sắc các tường Trắng, đen Quý nhân phù trợ Mùi, ảo, dần Dân, quý vị thân mến trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.